Xin chào mọi người, em là Dược Sĩ Hiền. Hôm nay Hiền xin chia sẻ đến mọi người một sản phẩm vô cùng tuyệt vời cho chị em phụ nữ mà em cũng đang sử dụng và phân phối tại quầy thuốc của mình. Đó là vitamin E đỏ Oridet, là thần dược của chị em phụ nữ. Là phụ nữ mà không sử dụng vitamin E hàng ngày thì quả là đáng tiếc ạ. Vitamin E đỏ không chỉ làm đẹp da còn giúp chị em thăng hoa cảm xúc. Vitamin E đỏ giúp chống lão hóa da, có vai trò quan trọng đối với sức khỏe sắc đẹp của chị em phụ nữ. Đặc biệt, E đỏ có hàm lượng gấp 5 lần so với vitamin E vàng bình thường. Chỉ cần sử dụng ngày một viên, cải thiện các vấn đề về da như thâm, nám, sạm, tàn nhang, mụn trứng cá, duy trì độ ẩm, tăng tính đàn hồi của da, cải thiện vùng da chảy xệ trở nên săn chắc, tái tạo lớp da mới giúp da làm đều màu, da trắng sáng mịn, hồng hào, khắc phục tình trạng tóc khô và trẻ ngọn, cho mái tóc chắc khỏe, bóng mượt. Đặc biệt, bên cạnh tác dụng làm đẹp trong lĩnh vực đời sống chăn gối vợ chồng, vitamin E đỏ còn có tác dụng đặc biệt trong việc hỗ trợ sản sinh hormone giới tính, giúp tăng cường sinh lý nữ, giảm khô hạn, tăng tuổi thọ đời sống chăn gối cho chị em. Trong vitamin E đỏ còn kết hợp với tinh dầu hoa anh thảo giúp chị em điện nước tràn trề, cảm xúc thăng hoa trong mỗi cuộc yêu. Một hộp này có 30 viên, chúng ta sử dụng được 1 tháng, ngày uống 1 viên, uống sau ăn 30 phút. Chúng ta nên sử dụng theo liệu trình từ 3 đến 5 hộp để đạt được hiệu quả tốt nhất nha. Bạn có nhu cầu cần tư vấn và mua sản phẩm liên hệ theo số điện thoại 0963 317 552 để được em Hiền tư vấn và báo giá nha.